Hello, xin chào các bạn, lại là Lucaz đây. Hôm nay lại là một tập mới. Chúng ta hãy đón xem hôm nay mình sẽ làm đất nước nào nhé. Cùng bước ạ. Vậy đất nước chủ đề của hôm nay của chúng ta sẽ là đây nha. Các bạn nhìn rõ không ạ? Brazil. Hãy cùng đi nào. Nhắc đến đất nước Brazil thì chắc là chúng ta sẽ nghĩ đến điệu nhảy đầu tiên, đúng không ạ? Quay đi! Hoặc là anh thần tượng của đời mình. Tiếp, kênh của mình lại làm về ẩm thực. Nên là hôm nay chúng ta sẽ làm món đặc sản của Brazil, Moqueca, hải sản hầm với salad nha. Bắt đầu thôi. Không được. Già đất. Ôi, Lucas đã không nhìn mặt mày kìa. À thế hả? Ô Rô, để giúp bạn. Ô anh Rô, anh có thương em không? Thương nào? Okay. Xin chào các bạn, hola. Chào mừng đến với món ăn Brazil của chúng mình nha. Nhìn mình mặc áo cũng đủ hiểu rồi đúng không ạ? Rồi, và giới thiệu khách mời. Hôm nay đây sẽ là khách mời của mình. Bạn có thể tự giới thiệu về bản thân không ạ? Chào mọi người, mình là Từ từ nha. Xin chào mọi người, mình là Mỹ Phừ. Thế rồi hả? Thế thôi. Thôi, thì chán quá. Biết thế không làm kênh mukbang, mình chuyển sang kênh đá bóng nha. Vậy thì hôm nay chúng ta có món gì đi ạ? Hải sản hầm với salad, signature nha, đặc trưng nha. Rồi, cùng ăn nào. Wow. Vô. Xinh bánh. Bình thường nha, ok. Mời các bạn ăn nha. Ni. Thơm vậy. Thôi rồi đấy. Thôi có mùi, thôi mùi rồi cực. Wow. Thơm lắm, chắc người ngoài nhìn cũng thích nhỉ không? Ngon quá. Ngon quá rồi. Thơm mùi dừa cực. Thơm mùi dừa vãi luôn. Ngon luôn. Để cơm vào. Ngày hôm nay của em thế nào em? Em ăn cơm như em. Đang ăn với anh nè. Em ăn cơm chăn canh như em. Cơm chăn với canh ngon lắm. Ê mà ăn với cơm ngon nhỉ? Chị nhà. Từ từ. Sao hả em? Salad. Ăn món chính quen món ôm với các. Ngon thế. Ôi, to. Xin lỗi nha. Ngon thế. Cái mềm miếng. Bạn thấy hôm nay đồ ăn Brazil mình làm bạn có thể chấm theo thang điểm 10 đúng không? Bạn thấy thế nào nhỉ? Em thấy thì món chính ngày hôm nay sao nhỉ? 9 trên 10. 9 trên 10. Có vẻ là hợp lý tại vì là và salad thì cũng là 9 trên 10 luôn. Món chính thì nó khá là nồng và nó kiểu bởi vì là nó khá là nhiều ớt theo như em thấy. Nên là kiểu em hơi khó ăn một chút nhưng mà nó rất là thơm mùi dừa. Kiểu đấy là mùi em rất là thích. Ok. Hôm nay bạn cảm thấy thế nào khi được tham dự cái chương trình này ạ? Rất là vui vì được anh Lucaz mời đến kênh và thưởng thức món ăn. Bạn có ủng hộ Brazil không ạ? Có, 12 tay 2 chân luôn. Ok nha, rồi chân đi. Hôm nay kênh của Lucaz đã hoàn thành món ăn của Brazil phải không? Cũng khá là mới mẻ, lần đầu làm nhưng mà rất ngon, 9 trên 10 nha. Bạn nên nói thế thì mình cũng không thể gọi là từ chối được. Alo. Hiện tại mình đang có lịch Đức đi nước khác phải không? Nên là hẹn các bạn vào tập sau nhé. Chào các bạn. Bye bye. Nhớ like và subscribe nha. Bye bye. Hộp trường.